Wow, các bạn ơi, thấy nồi cá ngon dữ chưa? Ui trời ơi, nó nóng, ui trời ơi, nó nóng. Ui ngon anh Tuấn nhờ. Trời ơi, sướng thật đấy, cá nồi cá đã không? Nồi cá này thì ăn tốn cơm lắm các bạn ơi. Mùa lạnh, mùa mưa thế này là ăn sướng lắm. Bây giờ ngoài trời đang mưa lác đác các bạn này. Hôm nay sao trời nó tối thế nhỉ? Hello các bạn, mình có con cá to chưa? Các bạn thấy mình có con cá này to không các bạn? Quá là to này. Chào mừng các bạn đến với cái channel của mình nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm chế biến một cái món ăn, đó là món cá kho nghệ các bạn nhá. Để mình lấy cái nét nào, sao camera ở đâu rồi? Hôm nay mình sẽ làm cái món cá kho nghệ các bạn nhá. Thì đây, mình khi mình mua là họ đã đánh vảy hết cho mình rồi các bạn ạ. Khi mua là họ đánh vảy sạch sẽ rồi. Bây giờ mình sẽ chế biến cái này. Hôm nay có anh Tuấn sẽ chơi nữa. Mình mua con này để làm món cá kho nghệ. Mình sẽ làm sạch sẽ quá. Ôi dồi ôi. Cũng vừa mới đi làm về các bạn ơi. Công việc dạo này nó bận quá, cũng không ra video đều được các bạn. Con này là con cá trôi các bạn này, 1.4 kg, một cân thì 1.4 kg. Mình mua mới mua về đây, mình đi làm về là mình mua 80.000 một ký. Wow, ngon quá. Lúc mình mua là đang còn bơi đó các bạn ạ. Này, ngon chưa? Mình mua là cá đang còn tung tăng bơi đấy. Mình hôm nay là thứ ba, không, mấy thời gian này ra video không đều được các bạn ạ. Thời gian này nó bận kinh khủng luôn. Anh Tuấn ơi, được lắng nghe anh Tuấn ơi. Ồ, sao nó mờ thế, để mình lấy nét rồi, lấy nét lại rồi. Anh Tuấn đưa cái lắng nghe cho em. Lắng nghe với cú nghệ là đến đây. Rồi, mình sẽ bóc cái mang cá cho các bạn nhá. Bóc cái mang cá cho mình làm cho sạch sẽ này. Cái món này kho nghệ là đỡ tanh lắm các bạn ạ, ăn ngon lắm. Wow. Lúc họ làm họ chưa lấy cái mang cá đó bà các bạn. Mình phải lấy cái mang cá này này. Cá trôi này ăn ngon lắm. Hôm nay có 4 con mình mua 1 con. Còn cá chấm thì to quá, cá chấm hơn 2 kg cơ. Không đủ tiền mua các bạn ạ. Hả? Ừ. 50-60 là cá kia, cá nuôi. 50-60 là cá châu Phi thì em ơi. Cá chấm phải 80, cá chấm cá trôi 80 cho em. Làm gì có rẻ hơn được. Cái đoạn là làm máu me là mình sẽ tắt nó đi, tạm dừng. Rồi mình đã làm mang sạch sẽ đó các bạn, bây giờ mình sẽ tắt nó ra. Wow. Trời lại mưa rồi các bạn ơi. Các bạn thấy con cá to không? Đã không? Lại có bệnh nhân gọi các bạn ạ, đang làm video thì lại có bệnh nhân gọi. Bảo là xuống nhờ, xuống làm các bạn ơi, xuống nhà làm. Đang quay giờ video các bạn. Không biết sao đây. Công việc nó bận quá các bạn ơi. Để mình làm xong cái này rồi mình cứ đi được. Công việc nó tùm lum tùm la đấy các bạn ạ. Tối rồi còn chưa được nghỉ này. Để mình làm xong mình quay cái video này xong rồi mình phải đi làm một xí các bạn ạ. Đầu nó to quá, chặt khó nha. Quái quá trời. Còn đi đón anh Putin này em ơi, sao nhỉ? Anh lại đi em đón Putin đi nhờ.
nhà anh Tuấn qua thằng cu nhá em, đó anh tin nhá. Đó, hai vợ chồng cứ vất vả, không có ông bà nội bà ngoại. Bây giờ mình đang tranh thủ mình làm cái con cá này xong mình ướp nhá, mình quay lên cho các bạn mình chia sẻ. Mình ướp là món cá kho nghệ các bạn nhá, cá kho nghệ và lá nghệ ăn ngon lắm các bạn ạ, các bạn thử mà xem. Rồi ăn thì ngon tuyệt vời luôn các bạn ơi. Lát là còn cái món nướng kia để anh Tuấn làm thôi, anh Tuấn ở nhà bắt than lên làm. Công việc bác Tuấn còn phải bận theo. Đây cái lá nghệ đấy các bạn này, cái lá nghệ này mình sẽ giải xuống dưới nồi các bạn nhé, mình thái nhỏ lên, mình thái nhỏ mình sẽ giải xuống dưới. Nhà mình kho cá kho đồ thì là mình hay bỏ nghệ lắm các bạn ạ, không nghệ thì lá nghệ ăn rất là thơm luôn, ăn thơm lắm các bạn ạ. Này đây cũng có củ nghệ anh Tuấn đã đào sẵn ở đây, rửa sạch đào sẵn rồi, lát nữa mình bỏ vào để cho cái màu của con cá nó đẹp lắm, vàng đỏ tanh. Xong rồi cắt ớt vào, mình để xa xa cái máy quay này, cúp xuống cho các bạn xem. Đó, mình đang thái cái lá nghệ đây các bạn này. Cá thì mình cứ làm khúc khúc như thế này các bạn nhá. Rồi cái nồi đây, lát nữa mình sẽ nấu bếp củi đấy. Đây mình sẽ giải lên như thế này, mình sẽ giải một lớp lá nghệ các bạn nhá. Xong rồi đập cái củ nghệ này vào, cũng bỏ một lớp củ nghệ xuống dưới. Đấy. Rồi bây giờ mình xếp cá vào. Ui thơm quá, lá nghệ thơm lắm các bạn ạ. Ui thơm nhỉ. Wow. Cái bong bóng này chúng ta cũng ăn được các bạn nhá. Bong bóng cá này cũng ăn ngon lắm đấy. Đấy, xếp vào xong rồi chúng ta lại bỏ lá nghệ và nghệ lên đằng trên. Bây giờ vào mình sẽ ướp gia vị các bạn nhé. Mình đang làm vội để đi làm cho bệnh nhân này các bạn ạ. Rồi đây các bạn này đó. Rồi bây giờ mình sẽ mang vào mình ướp các bạn nhé. Đây các bạn nha, mình ướp gia vị này, mình sẽ bỏ ớt vào. Ớt này là cay lắm đây, ớt chỉ thin đây. Bỏ ớt vào các bạn nè. Đây mình bỏ ớt vào nha. Bỏ ớt nhiều hay ít là tùy thuộc vào gia đình nhà mình ăn bao nhiêu các bạn nhá. Cái này là không có một định mức nào hết đấy. Mình ăn bao nhiêu thì mình cắt bấy nhiêu thôi các bạn. Đấy. Rồi. Gia vị vào, nước lê bột nêm. Nhà mình ăn cái gì cũng hay có bỏ phần nêm nhiều lắm các bạn. Nêm nè, bột ngọt,
ướp đồ khoảng 30 phút rồi chúng ta sẽ nấu các bạn nhá. Một ít muối. Món này ngon lắm các bạn. Muối thì chúng ta bỏ ít ít thôi, không cần nhiều. Rồi bỏ thằng này. Tí nước mắm này là ok. Rồi chúng ta ướp khoảng một lúc các bạn nha. Ướp khoảng 30 phút xong chúng ta mang đi nấu. Cái món này ngon lắm các bạn, ăn với cơm thì bấy cháy. Đấy các bạn này, chúng ta sau khi ướp được 30 phút ấy thì chúng ta bỏ lên bắt đầu nấu nhá. Nấu thì chúng ta bỏ một ít dầu ăn vào các bạn nhá. Bỏ một ít dầu ăn vào cho con cá nó bùi, nó và nó ngậy ngậy các bạn nhá. Bỏ một xí dầu ăn vào. Đó, bỏ một ít dầu ăn vào các bạn nhá. Rồi. Bỏ một xí dầu ăn vào. Ui các bạn nhìn thấy ngon không? Ớt này ui gì ngon nhỉ. Đấy, bỏ một ít dầu ăn vào, lát nữa cái cá nó bùi nó thơm lắm các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nấu kỹ thôi. Đấy, than đây, nấu cho thật kỹ vào nhá. Nhìn ngon quá. Anh Tuấn đang làm gì đây? Làm cá. Đang làm cá. Đang làm món cá nướng các bạn ạ. Tối anh em làm ly. À, nồi cá sắp được rồi các bạn ơi. Ngon không? Trời thèm là thèm cơm rồi, màu sắc đẹp nhỉ. Màu vàng với da của nghệ các bạn kìa, ngon ghê luôn đấy. Ơi tuyệt vời luôn, bỏ than vào một lúc nữa là được rồi các bạn ạ. À, cũng mới nấu được một lúc mà. Ừ, anh Tuấn nhưng mà thế cũng được, anh Tuấn lấy có 2-3 củ thôi mà. À, than đá không hồng hào chứ các bạn. Ấy nồi cá sắp được rồi, mình chia sẻ cái món này là tốn cơm lắm các bạn này. Món cá kho nghệ lá nghệ tốn cơm ra phết. Rất là ngon các bạn nhá. Đấy, mình chia sẻ cái món ăn của gia đình nhà mình nhá các bạn nhá. Anh Tin về rồi, đang leo nhèo đây các bạn này. Ui trời ơi. Xin chào các bác đi. Ôi giời, anh Tin đòi bố bố bế kìa, vừa mẹ vừa mới đón về, mình vừa mới làm trong bệnh nhân các bạn ạ. À, chạy xuống làm cho nhà họ. Rồi anh Tuấn bây giờ mang thịt mang cá đây để nướng nào. Đấy. Ngon quá các bạn ơi. Wow, các bạn ơi thấy nồi cá ngon chứ. Ui trời nó nóng, ui trời nó nóng. Ui ngon anh Tuấn nhờ. Trời ơi sướng thật, ăn nồi cá đã không? Nồi cá này thì ăn tốn cơm lắm các bạn ơi. Mùa lạnh, mùa mưa thế này là ăn sướng lắm. Bây giờ ngoài trời đang mưa lác đác các bạn này. Trời ơi mấy hôm trước mưa to kinh luôn. Tối qua cũng mưa, mấy hôm trước mưa lụt luôn ở bên này này, nước này, mênh mông này. Thấy chưa? Đó, khiếp. Trời này mà kho cá, kho mà đầm đầm xong rồi khô khô lên ăn sướng lắm các bạn ạ. Đấy, cá ngon lắm. À, Tin đâu? Bác Tuấn đâu? Tin còi. Tin nhèo nhèo. Chào các bác đi con. Chào các bác đi. Chào các bác đi. Còn em Jin thì đang nằm trong nhà các bạn ạ. Rồi, cá sắp được rồi anh Tuấn ạ. Ngon quá. Em là đói cơm rồi đấy. Trưa nay đi làm vào ăn qua mấy quán cơm sinh viên. Dễ thì dễ thật nhưng mà ăn không sướng thế nào các bạn ạ, thật. Về nhà ăn cơm sướng cái mùi nghệ thơm anh Tuấn nhờ. Mùi lá nghệ thức phức luôn đấy, các bạn thử làm cái món này xem các bạn nhá. Cá kho nghệ cùng với lá nghệ ăn tốn cơm lắm. Đấy. Các bạn thấy là nồi cá kho nhà mình ngon không các bạn? Đấy. Bây giờ là vợ chồng nhà mình ăn cơm đấy các bạn này. Nồi cá kho nhà mình rất là đậm đà, rất là ngon các bạn nha. Chúc các bạn xem xong video này cũng sẽ thực hiện món này cho vợ con và gia đình ăn các bạn nha. Ngon tuyệt vời luôn. Món này mùa mưa là tốn cơm lắm đấy các bạn ạ. Mình chịu khó ninh kỹ một xí, tốn thời gian một xí thôi các bạn. Rất là ngon luôn. Tuyệt vời, ăn bùi ngon lắm, thơm thơm lắm các bạn ạ. Wow, mà lại tốt cho sức khỏe, nghệ là một vị thuốc mà. Đó, kính chúc các bạn buổi tối ngon miệng. Và sau video này nhớ thực hiện cho vợ con ăn các bạn nhé. Xem những cái gì mình nói có ngon như vậy không nha. Chào các bạn.